just around the corner. Coming up just around the bend. Mắt con đỡ sưng nha, mẹ xem nào. Mắt của Cam nó hơi bị sưng đây này. Nhưng mà hôm nay sắp khỏi rồi này. Ơ, ai đây? Trang. Trang dậy sớm nhé. Hôm nay hai đứa đều dậy sớm nhé. Cần buồn ngủ không? Hay là vào đi ngủ tiếp? Rất là sớm. Sáng nay muốn ăn gì? Bánh mì trứng. Mì tôm. Há cảo. Papa. Thế con muốn ăn gì? Đây là cái gì hả Cam? Vườn hoa. Vườn hoa tặng mẹ luôn à? Cảm ơn Cam. Mình vừa mới viết xong cái bảng kế hoạch sáng nay của mình. Đây là tất cả những cái mà mình cần phải làm trong sáng nay. Viết ra như thế này thì một lần là để cho mình nhớ là mình cần phải làm những cái gì. Cái thứ hai là mình có thể sắp xếp được luôn là mình nên làm cái gì trước, cái gì sau. Và làm sao để cho có thể giải quyết được tất cả các công việc ở trong này nó được một cách khoa học và hợp lý. Và sau khi mà mình làm việc gì xong thì mình sẽ gạch nó đi. Đó, và mình sẽ biết rằng là sau một ngày thì cái việc gì là mình đã giải quyết xong rồi, việc gì mình còn tồn đọng này, việc gì mình còn chưa làm xong thì mình sẽ có thể là nhanh chóng giải quyết, hoặc là mình để nó sang ngày hôm sau, hay là như thế nào để biết ngày hôm sau mình còn giải quyết được. Đó, thì mọi người nên viết những cái bảng như thế này để có thể giải quyết cái công việc nhà cũng như là tất cả những cái công việc trong ngày của mình một cách trơn tru nhuần nhuyễn hơn mà không bị bỏ sót cái gì nhá. Đây, Chun cho các cô chú xem cái khăn của cô chú của mẹ mua cho Chun này. Chun có khăn màu xanh này tại vì cổ của Chun to ấy, cho nên là Chun phải có một cái vòng to hơn là của Trang. Đây là của Trang này. Xinh chưa? Hai đứa này nó rất là thích đeo mấy cái đồ kiểu quần áo phụ kiện ấy, cho nên là mỗi lần đeo lên á là thích lắm, thích đeo cả ngày, không muốn bỏ ra luôn. Chơi hả Chan? Chơi hả Chan? Nào, chơi với Chan một tí rồi mẹ đi dọn nhà nhá. Mau về đây, mau về đây, mau về đây. Mau về đây. Mau về đây, mau về đây. Cam dán hay mẹ dán? Thế con cầm nào, con cầm để mẹ bế lên cho. Ôi trời ơi. Ôi ạ. Con dán lên đi. Đánh keo lên. Biết dán không? Con phải dán lên thì nó mới dán lên trên đó. Ok. Ok. Ôi trời, con nắm này để xù hết tóc rồi. Thôi được rồi, giờ tầm một tết lại cho. Nhỏ mắt, dán trên. Dán trên trên. À, bố nhỏ này, bố nhỏ mẫu cho xem này. Rồi. À, mở cái mắt ra chứ. Ôi giời đấy, nhỏ ra ngoài rồi. Nào mở ra. Rồi, chớp nhé. Đừng dồn như này nó mất hết nước. Rửa mặt như mèo xong rồi nó mới bị... ơi. Con rửa mặt như mèo xong rồi mắt nó mới bị đau quá. Thôi, mở ra, thế này. Bây giờ thì mình sẽ đi giặt quần áo trước để có thể tranh thủ là khi giặt xong thì sẽ đi phơi quần áo, tranh thủ cái nắng sáng được ấy. Này, khăn mặt mới đi, giặt cho sạch nhanh. Con cho đồ vào đây đi. Giữ rồi. Khỏe đấy nhỉ. Ui.
Rơi cả khăn luôn. Thế rồi nặng quá, cầm hộ bố một đầu. Ui rồi, cầm cả luôn á, làm sao cầm cả được. Đây, sách bên kia, rồi ôi, bằng nhắn quá. À, sách bên kia, đấy, sách bên này, bố sách bên này. Rồi, ok, đi ra mày ra. Dạ. Sao lại nhanh hơn người thì thắng nhất? Bố nhanh hơn. Cả lao. Úi giời, cảm thấy nhanh thế nhỉ? Tích cực thế nhỉ? Tích cực thế nhỉ? Này. Lời sao con đóng tủ lại nhé? Cam đổ vào đây, đổ ụp vào một cái. Đợt này thì mẹ đang dạy Cam tự giặt quần áo. Trước thì Cam đã biết tự giặt quần áo rồi, tự lấy quần áo ra phơi được với mẹ rồi. Nhưng bây giờ thì dạy cho Cam giặt cái đồ cùng với mẹ luôn. Rất là đơn giản đúng không? Nào, bây giờ Cam đóng vào đi. Đóng vào đi. Lúc nào trước? Đúng rồi, xong rồi lúc nào trước? làm làm lại đi mẹ. Từ thôi, tự làm. Làm đi, làm từ lại. Đầu. Nào, Cam xem. Rồi. Xong rồi xoay đến đâu? Tiếp này. Đúng chưa? Rồi, ok. Ok. Xong rồi, Cam ấn lúc này. Sao? Chuyển sang cái máy giặt này, đây là máy giặt LG AIDD. Thì có cái chế độ này giặt là Turbo Wash 39. Cái này chỉ giặt 39 phút thôi, rất là nhanh. Bình thường nếu mà mọi người giặt thì sẽ khoảng độ tầm tiếng rưỡi 2 tiếng. Thế nhưng mà cái chế độ này chỉ giặt có 39 phút thôi. Mọi người có thể nhìn thấy là cái thiết kế của nó gọn gàng và trông nó sang trọng lịch sự ấy. Mình để vào cái khu giặt này của mình cảm thấy rất là ưng ý. Cái bề mặt của cái cửa lồng giặt này thì là cái cửa chịu lực hai lớp trong và ngoài, cho nên là rất là yên tâm khi mà mình sử dụng. Mình cũng có thể nhìn rõ đồ ở bên trong khi mà giặt như thế này. Cái lồng giặt với cả là cái thanh nâng của máy giặt này thì đều là bằng thép không gỉ luôn, cho nên là nhìn tổng thể cái máy giặt trông rất là xịn sò. Bây giờ thì trong lúc mà máy giặt giặt thì mình sẽ tranh thủ đi giải quyết tất cả những cái công việc còn lại. Đó chỉ có 39 phút thôi, cho nên là bây giờ mình sẽ đi dọn nhà nhá. Ok, hái cà chua. Ok, à các muốn hái cà chua chưa? Ok, thế mình thu hoạch cà chua trước nhá. Cái cây cà chua này mình đã thu hoạch được một đợt rồi đấy mọi người. Đợt này thì được 3 trái thôi. Thực ra là trồng để làm cảnh là chính, với cả là cho Cam thỉnh thoảng ra thu hoạch cho nó vui. Chứ còn 1, ăn này sao nổi. 3, 4, 5. Ừ, đấy, mọi người nhìn thấy không? 3 trái chín. Nhìn thôi. Ở trên này có mấy trái xanh đang đợi chín nữa. Đó, rồi, Cam hái đi. Bây giờ bố dạy Cam hái nhá, quả này trời quả hơi sâu rồi. Nào, hái đây. Nào. Con hái nhá. Hái nhá. Nào. Đây này, bố quay ra đây cho con hái. Đó. Rồi, bây Cam hái đi. Đấy, con hái đi, con lấy cái tay nhá, con cầm một quả con hơi xoắn đây này. Nhá. Làm nhẹ nhàng nhá. Thật là nhẹ nhàng xoay, nhá. Xoay xoay nó, con xoay nó, đúng rồi, xoay đó. Xoay. Con xoay thì con mới lấy được. Cho Cam thu hoạch. Đây. Cho mọi người nhìn này, xem trái cà chua thích chưa? Đây, mẹ tập chọn. Ớ. Thích không Cam? Ừ, thế lấy tiếp nốt một trái nữa cuối. Rồi, wow. Thế là có 3 trái, vào nấu canh cho bố mẹ ăn đi. Có 3 trái cà chua. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là mình trồng cây bơ này như nào, nhưng mà đơn giản lắm mọi người ạ. Khi mà mọi người kiểu ăn quả bơ ấy, mọi người lấy cái bơ này mọi người ngâm vào nước thì xong rồi nó sẽ tự mọc rễ ra. Cái này thì hoàn toàn là nước trắng không bình thường mọi người nhá. Mình không cho nước dinh dưỡng gì vào cả bởi vì mình muốn nó lớn tự nhiên ý. Một thời gian nữa khi mà nó bắt đầu chậm phát triển hơn, không đủ ấy dinh dưỡng từ cái nước này nữa thì mình bắt đầu bổ sung dinh dưỡng. Đó, cái cây này nó rất là lớn hơn này. Mọi người thấy nhanh không? Mới có một chút thôi mà đã quá nửa thời gian, là còn 18 phút nữa là giặt xong rồi. Bây giờ chiếc máy giặt này đang giặt đây, mọi người nhìn thấy ở bên trong có bọt không? Đó. Chiếc máy giặt LG AIDD này thì sử dụng là công nghệ động cơ trực tiếp chứ không phải là dây Cura, cho nên là mọi người yên tâm nhé, sẽ không phát ra tiếng ồn trong quá trình mà chúng ta giặt.
chắc là các bạn cũng biết đấy, với những bạn nào mà đã sử dụng máy giặt rồi đúng không, thì nếu mà khi mà các bạn đi chọn máy giặt ấy thì các bạn nên chọn những máy giặt nào mà nó sử dụng động cơ trực tiếp mà không sử dụng dây cura. Tại vì sao? Tại vì cái dây cura ấy, một thời gian sau mà các bạn nếu mà các bạn dùng ấy, nó sẽ bị rão. Khi mà nó đã bị rão rồi thì cái máy giặt của các bạn nó kêu kinh lắm. Cho nên là khi mà các bạn mua máy giặt mà có động cơ trực tiếp ấy thì nó sẽ hạn chế được tiếng ồn rất rất là nhiều luôn. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao là với giặt có 39 phút đúng không, thay vì những cái chế độ giặt thông thường trước đây nó mất khoảng tầm 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng thì sẽ giặt sạch như thế nào trong 39 phút, thì cái chế độ Turbo Wash 360 này thì được trang bị là 4 cái vòi phun nước nhé, bao phủ toàn bộ cái lồng giặt. Và khi mà phun nước vào ấy thì nó sẽ thay đổi cái cường độ gióng nước, giúp cho cái nước giặt nó thẩm thấu vào trong quần áo này, trong sợi vải và đạt được cái hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đấy thì cái lồng giặt này sẽ có những cái chuyển động, sẽ có những cái chuyển động tương tự như cái việc mà chúng ta giặt tay. Đó, tương tự chúng ta giặt tay, cho nên là giặt sạch đồ chỉ trong 39 phút thôi mọi người ạ. Ôi, bây giờ giặt sắt xong rồi, xong rồi sẽ lại còn tích về nữa. Bây giờ giặt xong rồi mình sẽ đi phơi quần áo nhá. Bây giờ giặt sắt xong rồi, ok. Mình thường là sẽ tranh thủ cái lúc mà nắng buổi trưa như này để phơi quần áo thì nó sẽ khô rất là nhanh và quần áo nó sẽ thơm ấy. Với cả là mọi người để ý không, là khi mình giặt cái máy giặt này thì nó không bị nhăn quần áo. Đấy là một cái điều mà mình cực kỳ thích. Của Sài Gòn những ngày cuối năm này thì kiểu sáng trời hơi se lạnh một tí, xong đến trưa thì sẽ có nắng và đến tầm chiều chiều là bắt đầu mưa, rất là thích. Đây, mình tranh thủ cái nắng buổi trưa này để mà phơi quần áo cho nó có cái mùi thơm của nắng ấy. Ok, bây giờ hai mẹ con mình sẽ dọn phòng mình mẹ chơi. Mẹ có đồng hồ cát mà mẹ nhớ không? Mẹ cũng có một cái nha. Bạn Cam thì vẫn áp dụng cái đồng hồ cát này mỗi lần dọn phòng. Đấy là cái đồng hồ cát này nó chạy hết thì là mình phải dọn xong đúng không? Và mẹ nghĩ phải 2-3 lần ấy, cái đồng hồ cát này nó rất là nhanh. À, trong phòng mình có một cái cầu vồng này. Wow, cầu vồng ở trên mắt luôn này. Vậy là mình đã làm xong hết chỗ cái công việc nhà của mình. Mình sẽ để
chiều. Bây giờ thì sẽ nghỉ trưa đã. Thế mọi người thấy không? Chỉ có mất khoảng độ tầm chưa đầy đến một tiếng thôi là mình đã giải quyết xong tất cả những cái công việc nhà rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem qua cái không gian nhà mình xem là có gì thay đổi hơn so với clip trước không. Tại vì là nhà mình cũng có một số cái thứ mới. Đây, thì đến ngày hôm nay không khí Giáng sinh nhà mình cũng bắt đầu đầy đủ hơn rồi. Mình vừa mới thay cái thảm ở đây tại vì cái thảm kia đã bị hai cái tên này tè lên. Thành ra mình lại thay về cái thảm cũ của nhà mình, nó to hơn ấy. Cái khu vực ở đây thì vẫn thế, cũng không có gì mới lắm. Nhưng mà ở dưới gốc cây thông thì bọn mình đã bắt đầu bày mấy cái hộp quà để mà Giáng sinh có thể mở dần rồi. Ví dụ như là mấy cái hộp quà mình được tặng này. Ở đây thì bọn mình mua một cái này, mọi người biết cái này là cái gì không? Là cái pháo để cho mình mở vào Giáng sinh ấy mọi người. Khi mà mình mở ra thì nó sẽ có những cái tour ở trong này. Và ở trong này thì sẽ có những cái món quà ngẫu nhiên. Đấy, để xem là thử vận may cho mọi người. Thì bọn mình đã mua cái hộp này. Đây, đây là những cái phần quà ở trong cái hộp này, và đến Noel bọn mình sẽ mở cái hộp quà này ra. Đấy, xếp nó ở dưới gốc cây thông như thế này. Ở bên góc bên này thì cũng không có gì mới. Đây cũng là một hộp quà mà bố Kiên mua tặng mình, nhưng mà mình vẫn để ở đây cho nó đẹp tại vì nó có màu đỏ ấy. Cả là có cái này cho Cam nữa này, đang giấu cái này cho Cam. Cái này nó là một cái kiểu mình có thể làm cho nó nở lên ấy mọi người. Đấy, một chú tiểu yêu tinh. Đến Noel cũng sẽ cho Cam mở cái này ra. Cam thì hôm biết có cái này là rất háo hức, nhưng mà phải giấu Cam đi đã, không thì ngày nào Cam cũng đòi mở. Còn ở bên này thì mọi người thì nhìn thấy ra có cái gì mới không? Đấy chính là cái bộ ghế mới này. Mình đã vừa mới thay cái bộ ghế này cho nhà mình. Cái ghế này thì nó trông thanh mảnh hơn cái ghế kia. Đợt vừa rồi mình cũng mua thêm được mấy cái đĩa Giáng sinh rất là hay. Đây, cho mọi người xem. Tình hình cân nặng của Chu là Chu đã lên 9 cân rồi. Còn Chan là lên 7 cân rồi. Chan lúc về nhà là 4 cân, bây giờ là 7 cân. Còn Chu lúc mà chuyển vào Sài Gòn là có 6 cân. Bây giờ là 9 cân. Bây giờ là 9 cân rồi. Cái chuỗi Vlogmas này thì sẽ có khoảng tầm từ 10 đến 12 tập. Đó, và mình sẽ cố gắng là có một tập là chúng ta sẽ đi được du lịch. Bọn mình cũng đang cố gắng là sẽ sắp xếp thời gian để đi du lịch. Tại vì là muốn là cho Cam đi lên Đà Lạt ý. Tại vì thời tiết tại Đà Lạt tầm này thì nó đang lạnh lạnh. Mà Noel thì không thể nào mà thiếu lạnh được. Mặc dù là thời tiết Sài Gòn đợt này thì khá là mát mẻ. Nhưng mà nói chung là cũng chưa dám hứa trước được. Năm nay thì là mình cũng không có kế hoạch gì quá là nhiều đâu. Chỉ là quay cho lại mọi người những cái thời gian mà bọn mình ở nhà trong dịp Giáng sinh này. Hy vọng rằng là mọi người sẽ thích cái chuỗi video này của mình. Ok, và sẽ gặp lại mọi người ở nhiều video khác hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết video này. Bye bye.